để bắt đầu một ngày mới thật với vẻ chuyện này sinh lực. Chúng ta hãy cùng nhau reaction nào. Thôi mình chờ dẫn ra đó là giấc ngủ chưa thờ. Một cái giấc ngủ hoàn toàn sẽ khó. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với lại chú Tuna nè. Bởi vì các bạn biết sao không, đó là một ngày thật sẽ thật là tuyệt vời nếu như chúng ta bắt đầu một ngày mới bằng một câu chuyện thật là vui. Hôm nay mình đã xem một bộ phim rất là vui ở hết, nên là mình hy vọng mình sẽ xem một cái clip rất là vui khác. Let's go. Ôi da. Hay lắm, hôm nay chúng ta sẽ về. Ủa, các bạn chưa ngủ à? À không, em mới ngủ dậy. Nghe chuyện cổ tích không? Chuyện cổ tích thì tôi có nhiều lắm. Nào là về nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử loài người chính là cô Tấm khi dùng xương cá mà đổi được Vũ Trì Gã Ba Na. Hay các bạn muốn nghe về Sugar Daddy đầu tiên trong lịch sử lại có cái tên là Bùng. Chào mừng các bạn đến với series Cổ tích cho người hôi nách, nơi tôi kể bạn nghe những câu chuyện cổ tích nhưng theo một cách chân thực nhất. Nơi mà người duy nhất xứng đáng được đề cao vẻ đẹp nội tâm là bánh trung thu chứ chả có ai khác. Bạch Tuyết và Bảy Chú Nghiện. Bạch Tuyết và Bảy Chú Nghiện. Câu chuyện bắt đầu từ thuở xưa xưa. Ở vương quốc nọ có một hoàng hậu đang ngồi bên cửa sổ cầm kim để khâu xin lít. Hậu còn trẻ, nhưng Covid ngoài kia thì cũng như nhân quả, tuyệt không chừa một ai nên tuân thủ giãn cách xã hội mà phải ở nhà. Thế nên hoàng hậu bây giờ buồn lắm, lạc trong suy tư, không để ý chiếc kim đang khâu lọt khe đâm cái phập vào tay bà. Cái kim mà làm như là chích mà tí gì đó. Lịch chảy trong huyết quản, hoàng hậu nhẹ nhàng thốt lên hai chữ mẹ đấy nhá. Mẹ tuyết ngay. Ba giọt máu đỏ tươi rơi xuống thành cửa sổ, hòa vào nền tuyết trắng, nhìn như tấm băng vệ sinh đã qua sử dụng. Thấy thế hoàng hậu tự nhủ rằng giá như mình có một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ hồng hào, với mái tóc đen nhánh tựa như thành cửa sổ kia thì hay nhỉ. Chuyện là mặc dù kết hôn với đức vua đã lâu nhưng cả hai người vẫn chưa có nổi một mụn con. Hoàng hậu thì đã đến cái tuổi mà thứ duy nhất nảy nở sau mỗi tháng là mỡ bụng và KPI, nên việc có con bây giờ là một ước mơ quá đỗi xa vời. Nhưng đúng là trời thương người có lòng. Mấy tháng sau ngự y báo là hoàng hậu đã có mang. Ít lâu sau thì Bạch Tuyết ra đời nhưng hoàng hậu thì không qua khỏi. Sao con Bạch Tuyết này nó đáng sợ vậy? Con Bạch Tuyết này làm tôi nhớ tới con chó của thằng Shinosuke đó mọi người ạ. Với đôi môi đỏ như máu và mái tóc đen tuyền tựa gỗ mun, tên khai sinh là Bạch Tuyết nhưng mọi người thường dỉ tai nhau gọi nàng là Bạch Đại. Nàng bị cấm ra ngoài ban đêm bởi người ta nói là nó gây ảnh hưởng tới giá bất động sản trong hoàng cung. Hãy tưởng tượng một người phụ nữ có mái tóc đen rũ rượi, nước da trắng bệch, lại thêm cái mồm đỏ như máu đi đi lại lại trong hoàng cung thì nó sẽ trông như thế nào. Không, vẫn đẹp, vẫn đẹp người nha. Vợ yêu quý, nhà vua hết sức đau buồn nên không lâu sau ông cưới vợ mới. Đó là một người đàn bà cao ráo, trắng trẻo, đặc biệt thì là vô cùng xinh đẹp. Kể mới để ý, nhà vua rất đau buồn thế nên không lâu sau ông cưới vợ mới. Tôi cũng muốn đau khổ như vậy. Có tuổi như đức vua mà lấy vợ đẹp như thế thì dễ chết lắm này. Quả nhiên vừa cưới nhau chưa đầy 49 ngày thì nhà vua chết thật. Được đà, hoàng hậu mới đứng lên tuyên bố luôn rằng mình muốn làm mẹ đơn thân, rằng tự mình nuôi con bây giờ là vua của các nghề, và bà không muốn đi bước single nữa mom. Thế là đất nước từ đó do một tay bà trị vì. Nữ hoàng vốn dĩ là một người bị ám ảnh bởi cái đẹp, mụ sẽ tức điên lên khi nghe thấy nói. Nhưng tại sao lại cho người ta là con cá sấu ác hả? Hằng ngày mụ vẫn thường lên livestream qua chiếc điện thoại iPhone để hỏi người xem rằng cái khung cảnh livestream này tao thấy quen lắm nha. CEO Phương Hằng, is that you? Hỏi người xem rằng ai mới là người đẹp nhất thế gian. CEO Phương Hằng. Đám đông, đặc biệt là trên internet thì thường thiếu đi khả năng tư duy logic, cho nên câu trả lời mà bà hay nhận được nhất chính là bà là người đẹp nhất thế gian. Nhưng đấy là cho đến cái ngày Bạch Tuyết biết dùng internet. Nói về Tuyết thì nàng càng lớn càng xinh. Nàng sở hữu một vẻ đẹp nghiêng nước đổ đèo, không có góc chết, nhưng chỉ có điều là nàng hơi ăn tàn vã hại mà thôi. Hồi nhỏ cứ mỗi lần gặp bài tập khó thì thay vì lên mạng tra cứu hay là nhờ sự giúp đỡ của bạn bè thầy cô thì Tuyết lại lên Shopee mua vay. Cái video này không biết là cái này cái sự tài trợ của Shop cùng Shopee. Của Tuyết lại vơi dần, còn tủ quần áo thì cứ thế mà đẩy lên. Những tưởng rằng Bạch Tuyết sẽ cứ thế sao mà lớn lên còn có ăn hại, nhưng không. Năm nàng 18 cũng là năm mà nàng bén duyên với nghề streamer. Bằng sắc đẹp của mình, Bạch Tuyết nhanh chóng nổi tiếng và được người đời gọi là cô gái xinh đẹp nhất thế gian. Nhưng sống ở đời phải hiểu là lòng người thì không được thơm ngon như lọng lợn. Bạch Tuyết livestream view cao bao nhiêu thì hoàng hậu view tụt bấy nhiêu. Ngóng mắt, tắt nụ cười, mất đi danh hiệu hoàng hậu cay cú, quyết tâm sẽ khiến Bạch Tuyết ngóng mắt tắt nụ cười. Được đấy, tàn hình đấy. Mãi mãi.
Tối hôm ấy, hoàng hậu cho gọi một tên giang hồ vào cung. Đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng. Hắn ta đeo sau lưng hai con phóng lợn cùng với khẩu hoa cài. Nhìn con này đúng giống con ninja rùa luôn á. Tạo nên dáng vẻ của một kẻ đâm thuê chém mướn lâu năm ở chốn gió tanh mưa máu. Hoàng hậu thấy thế, chim ưng liền và vào đề ngay. Ta muốn ngươi xử con Tuyết và mang tim nó về đây. Tiền công 500.000. Ok, đi đâu đây? Thôi bà ơi, trên bàn thờ nhà con có ba ông Phúc, Lộc, Thọ. Bà lên ngồi mẹ thành ông thứ tư đi cho đủ chân đánh cỏ. Đi giết người trả con 500.000 thôi, con đưa dao này bà tự làm đi. Và thế là với mức giá 600, bản án tử hình của Bạch Tuyết đã được tuyên. Tội nghiệp nàng công chúa khốn khổ. Cũng như bao ngày, sáng hôm sau Bạch Tuyết lại cầm máy quay chạy vào rừng để quay vlog. Mẹ con dở người, nắm được cơ hội tên giang hồ lẻng lẻng bám theo. Nhưng lúc Bạch Tuyết không để ý, từ trong bụi rậm một bóng đen cao lớn từ từ nhô lên rồi lao thẳng về phía Bạch Tuyết. Bất ngờ nàng công chúa hoảng loạn vấp ngã gãy cả răng khôn. Thấy thế tên giang hồ cười khoái trá rồi với lấy khẩu hoa cải kẹp ở cạp quần chĩa thẳng về phía Bạch Tuyết. Tuyết khóc thét lên trong tuyệt vọng, bởi vì có lẽ sẽ không có phép màu nào có thể cứu nàng khỏi khổ. Thậm chí tới 5 phút sau, người ta vẫn chưa nghe thấy tiếng súng nổ. Ơ kìa, hoa kiếp nhạch lên, bóp cò đi. Không được mày ơi, tao sợ máu. Hỏi ra mới biết gã to con lực lưỡng cầm hoa cải kia từ trước đến nay chỉ dám lên mạng chửi nhau, chứ quả thật là chưa chém ai bao giờ. Thuật ngữ chuyên môn nó gọi là giang hồ mõm. Không thể xuống tay với Bạch Tuyết, hắn liền đưa ra một thỏa thuận. Hay là cô trốn đi, trốn đi thật xa vào, trốn vào rừng ấy. Nhưng anh ơi, thế kỷ 21 rồi, không có tiền thì đi đâu. Thế Bạch Tuyết khăng khăng từ chối. Tên giang hồ từ từ rút cây phóng lợn từ sau lưng. Thế bây giờ mày muốn chết nguyên hình hay biến hình? Mày tin tao tác một phát cái cổ mày vuông góc với cuộc sống không? Chưa dứt câu thì Tuyệt không thấy bóng dáng Bạch Tuyết đâu nữa. Tên giang hồ mới cúi xuống nhặt chiếc răng khôn của Bạch Tuyết lên rồi mang về giao cho hoàng hậu. Hắn văng vở rằng do sức công phá của khẩu hoa cải quá lớn cho nên tất cả những gì còn lại của Bạch Tuyết chỉ là cái... Cái này quen quá không? Cái này... Hoàng hậu nghe thế cũng tin luôn và đinh ninh là Bạch Tuyết đã chết rồi. Trở về với Tuyết thì nàng cứ chạy, chạy mãi. Cho đến khi nàng bắt gặp một cô gái đang ngồi cạnh bụi lá ngón, mồm lẩm bẩm mị còn trẻ, mị muốn đi chơi. Ok, nhầm chuyện. Nàng cứ chạy cho đến khi nàng bắt gặp một ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong rừng. Có thằng bò mẹ nào lại xây nhà ở đây nhỉ? Nàng chợt nghĩ. Má, ở cái thời buổi mà hai phần ba câu chuyện rồi vẫn chưa thấy bảy thằng nghiện đâu hết. Chưa bao giờ được thấy. Thì cũng chả hy vọng là chủ của ngôi nhà sẽ kêu mang lấy nàng. Nhưng vì trời sắp mưa nên nàng không có lựa chọn nào khác ngoài ở lại đêm nay. Tuyết bắt đầu gõ cửa. Bằng một giọng nói thánh thoát. Alo, có ai ở nhà không nhỉ? Không thấy ai lên tiếng, nàng chuyển sang đập cửa. Nói thánh thoát. Tôi nghe mình. Má, giọng này đau mắt đấy chà. Moshi, Moshi, có ai ở nhà không? Moshi, Moshi. Vẫn im lặng. Vậy là giống tang gái trên Facebook đúng không? Người tốt nhắn tin với người cô đơn, người cô đơn dí thèm rap. Với tấm lòng nặng trĩu, Bạch Tuyết quay lưng vớ lấy hòn đá ném thùng cửa sổ rồi trèo vào. Trời ơi, sao dưới sàn lại có nhiều kim tiêm thế này? Cả bụi phấn nữa. Thôi hiểu rồi, Bạch Tuyết đã lạc vào ổ nghiện. Không ổn rồi Tuyết ơi. Vừa dứt lời, nàng chợt nghe thấy tiếng ai đó từ ngoài nói vào. Ơ thằng bỏ mẹ nào phá cửa sổ nhà bố mày đấy. Cánh cửa mở tung và đứng trước mặt Bạch Tuyết là bảy bóng hình thấp bé nhỏ con, hình như do tác hại của ma túy. Mỗi chú tay lăm lăm một con phóng lợn dài vãi trường. Có con lưỡi còn rỉ sét đen xì và chắc chắn nếu bị đâm trúng thì không chết vì mất máu thì cũng uống váng mà ra đi. Bạch Tuyết mặt xanh như đít nhái nhưng bằng tài dẻo mò thì nàng đã thuyết phục thành công bảy chú lùn cho mình ở lại. Từ ấy hàng ngày mỗi sáng khi bảy chú lùn đi hái thảo dược thì Bạch Tuyết ở nhà giặt giũ nấu nướng với lên lai chi. Cùng lúc ấy ở hoàng cung, hoàng hậu khoái chí mở điện thoại lên xem thì thấy Bạch Tuyết vẫn còn sống. Vẫn live stream đều đều mà view còn cao hơn cả mụ ta. Nhận ra mình bị lừa, mụ ta uất lắm. Mụ quyết định sẽ tự tay nhổ cái gai trong mắt. Bà ta cải trang thành thành một người đàn bà bán hàng đa cấp rồi mong men theo Google Maps. Sao tôi nghe cái câu này nó quen quen sao mọi người? Từ live stream cho đến bán hàng đa cấp sao mình thấy quen thuộc quá. Và trẻ trung vĩnh viễn. Tuyết đứng khoảng một tiếng để hỏi thêm về sản phẩm nhưng cuối cùng mua vì tất nhiên là Tuyết không có tiền. Hoàng hậu cay cú, thôi bà cho mày luôn, coi như là mở hàng bà không lấy phí đâu. Nhưng Tuyết khôn lắm. Sống ở đời hai mấy năm, lần duy nhất Tuyết bị lừa là mua cái váy 50.000 trên Shopee và nghĩ là về nó mặc được. Nàng dứt khoát từ chối vì chắc chắn trong quả táo có gì đấy khả nghi.
nhận ra quá tốn nước bọt, hoàng hậu tẩy trang hiện nguyên hình rồi rút chiếc iPhone trong túi phang thẳng vào đầu Bạch Tuyết, vỡ cường lực khỏng mẹ cảm ứng. Bạch Tuyết tắc thở luôn. Đắc chí mụ ta cười khoái trá rồi trở về. Đến tối khi bảy chú lùn trở về thấy Bạch Tuyết đã tắc thở trên thềm nhà không thể cứu vãn được gì nữa thì ai nấy cũng đều khóc lóc đau khổ. Bảy chú lùn định tổ chức đám tang nhưng do ăn nhiều đồ có chất bảo quản, Bạch Tuyết khi chết vẫn không có dấu hiệu phân hủy nên không ai dám đưa. Ăn nhiều đồ thức quá, tôi thức quá. Nàng vào lòng đất, họ bọc nàng trong băng dính rồi để ngoài ban công. Cứ thế cho đến một ngày đẹp trời, có chàng hoàng tử đi lạc qua đây. Sao chàng hoàng tử Bạch Tuyết treo lơ lửng ngoài ban công như con cá mắm. Ôi, chẳng mới mong kiếm ở trong Minecraft mà. Cô gái này là ai? Sao chết rồi vẫn đẹp thế? Bí kíp chăm sóc da của cô ấy là gì? Đau đầu, có chú lùn đã định vớ lấy cây phóng lợn để lùa hoàng tử chạy quanh rừng, nhưng nhớ về câu chuyện cổ tích mà họ thường nghe hồi tấm bé, rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi thứ, kể cả cái chết, thì họ gạ hoàng tử hôn Bạch Tuyết đi. Ơ kìa, trời nóng quá, chúng mày bị thần kinh à, nếu ai đi hôn người chết bao giờ? Phải đến khi bảy chú lùn đưa ra lựa chọn là hôn hay ăn chém thì hoàng tử mới miễn cưỡng hôn. Chàng ghé xuống thì thầm vào tai Bạch Tuyết câu thần chú tao là hoàng tử kết hợp với nhà tao giàu, khiến nụ hôn của chàng đã có tác dụng gấp đôi. Bạch Tuyết đã sống lại. Cô kể lại cho mọi người nghe về sự độc ác của hoàng hậu rồi tất cả lên kế hoạch trả thù. Một tuần sau, hoàng hậu nhận được thiệp cưới có đề tên Bạch Tuyết. Mụ dứt khoát không tin vào mắt mình, liền sửa soạn nhanh chóng rồi phóng đi luôn. Nắm được đường đi nước bước của hoàng hậu, bảy chú lùn phục kích ở bụi rậm vừa thấy xe ngựa chạy qua, bảy người nhô lên ném mắm tôm tới tấp của xe. Giữa trưa hè, mùi mắm tôm bốc lên khắm quá, binh lính hoàng gia không chịu nổi bỏ chạy hết, để lại hoàng hậu một mình. Cô lập đối tượng thành công. Một chú lùn xông thẳng vào với cây mã tấu dài vãi trưởng rồi hét lớn: "Chết con mẹ mày đi!" rồi chém cái phập vào lưng hoàng hậu. Đó là vụ va chạm lớn nhất được ghi vào lịch sử vương quốc với tiêu đề là một đám người lạ mặt dám va với người nhà nước. Hoàng hậu ăn phát chém chạy báng sông, không báng chết về lâu đài, không lâu sau thì chết vì uống vang. Cuối cùng nàng Bạch Tuyết sống trọn đời hạnh phúc bên hoàng tử đẹp trai và đẻ ra thằng con da đen vãi trưởng. Hết chuyện. Chúc các bạn ngủ ngon. Đắt quá, đắt quá. Ai à, cái kết đắt quá mọi người ơi. Shit, shit. Đúng là không phải là một ngày tuyệt vời để bắt đầu nghe câu chuyện này rồi. Ây da.